Xin chào các em học các phụ huynh ha. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái bài toán nâng cao lớp 6, tính tổng các phân số, bài số 7. Đây là một cái dạng bài toán tính tổng, cũng giống như những cái bài từ bài 1 tới bài số 6. Rồi, bài này thì giải quyết như thế nào? Trước mắt A. Anh thấy đây là tử có số 5, số 5, số 5, số 5, số 5. Rồi. Chúng ta đặt 5 ra ngoài. Cộng trong là gì? 1, 1 x 4, cộng cho 1, 4 x 7. Cộng cho gì? 1, 7 x cho 10, cộng cho 1, 10 x 13. Cộng cho gì? 1, 13 x cho 16. Nha. Rồi, chúng ta nhát thử một cái nha. Chúng ta nhát thử là 1. 1 nhân cho 4. Cái dạng toán này chúng ta luôn luôn đưa về một cái dạng hiệu. 1 phần 1 trừ cho 1 phần 4 bằng gì? 3 phần 4. Nè. 3 phần 4 nó không nó không giống với lại cái đề bài của mình. Đề bài của mình là cái tử có 1, mà cái mình đưa ra một thành là một cái hiệu, phân tách ra một cái hiệu thì nó là cuối cùng nó là tử là 3, xuất hiện tử là 3. Cho nên một lần chúng ta phải nhân cho 1 phần 3. Như vậy tóm lại là cái phân số này chúng ta sẽ đưa ra thành cái phân số này. Tương tự 1 phần 4 nhân 7, chúng ta đưa thành biến đổi thành một cái hiệu thử xem. 1 phần 4 trừ cho 1 phần 7 bằng bao nhiêu? 7 trừ cho 4 bằng 3 phần 7. Rồi, như vậy nó lại so với lại cái gốc ban đầu nó không đúng. Không đúng về tự nhiên cái tử nó lại xuất hiện ra con 3. Nên một lần chúng ta phải nhân cho này là 1 phần 3. Hoặc gọi là chia cho 3 đó. Nhưng mà hay nói cách khác là nhân cho 3. Tương tự mấy cái kia cũng vậy. Như vậy A bằng số 5 này chúng ta ghi lại ha. Số 5 này là ở ngoài cái chung nè. Như vậy chúng ta là nãy nên chúng ta nháp thử cái này. Nhân 1 phần 4 bằng cái này là 1 phần 3 nè. 1 phần 1 trừ cho 1 phần 4. Rồi, tiếp theo cái nhóm thứ hai, nó cộng là gì? Cũng 1 phần 3, 1 phần 4 trừ cho 1 phần 7. Tiếp theo cái nhóm thứ ba, cộng cho 1 phần 3, 1 phần 7 trừ cho 1 phần 10. Tiếp theo cái nhóm tiếp theo nữa, nhóm này thì cũng cộng 1 phần 3, 1 phần 10 trừ cho 1 phần 13. Cái nhóm cuối cùng rồi. Đây có 1 phần 3. Cái nhóm này có 1 phần 3. Nhóm này 1 phần 3. Cái này cũng có 1 phần 3. 1 phần 3, 1 phần 3. Vậy đem đặt nhân tử chung ra ngoài. Như vậy là đặt nhân tử chung ra ngoài có nghĩa con 5 này chia cho con đây ra ngoài là 1 phần 3 đấy, 5 phần 3. Rồi, cái hợp mở ngoặc luôn. Như vậy chỗ này là gì? Con 1 phần 1 trừ cho 1 phần 4 tiếp theo cộng cho 1 phần 4 trừ cho 1 phần 7. Tiếp theo cái này là gì? Cộng cho 1 phần 7 trừ 1 phần 10, cộng 1 phần 10 trừ 1 phần 13, cộng 1 phần 13 trừ 1 phần 16. Ngay chỗ này ngay chỗ này nói lại này, đặt nhân tử chung ở chỗ này nè, 5 nó vẫn còn nguyên đúng không? Đây 1 phần 3, 1 phần 3 ra ngoài đúng không? Ở trong này là còn 1 phần 1 trừ cho 1 phần 4. Rồi chấm 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 cộng cho 1 phần 4 chấm chấm.
Thì có câu này, 5 nhân 1 phần 3 nó chính là bằng gì? 5 nhân 1 là 5, mẫu 3, như vậy là 5 phần 3. Ngay chỗ này, này. Này nó chính là này, à, đây. Đây ngay chỗ này là gì? Ngay chỗ này thì nó cũng tương tự quay về cái này. Đó là những cặp số đối nhau tổng bằng 0. 5 phần 3 1 phần 1 trừ cho 1 phần 16 vậy bằng 5 phần 3, ghi lại cái này trừ 1 phần 16 là gì? Cộng lại là 15 phần 16. Như vậy cái con 3 và con 5 này đơn giản đi, đơn giản 15 bên này, như vậy con là trên là con 5, 5 x 5 trên 16 bằng 25 trên 16. À. Rồi bài B. Bài B thì người ta họ sẽ cho một cái dãy số từ số nhỏ mới tới số lớn, người ta có thể người ta họ cho số lớn hơn nữa, nhưng người ta họ cho chấm chấm chấm. Nhiều khi cho cái bài tên này thì nó ngắn ngắn nên mấy em có thể còn hình dung được, chứ có bài này chấm 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 nhiều khi mấy em không hình dung được. Thì bài này cũng vậy, tương tự như thế thôi. Đi bạn, chúng ta có 5, 5, 5, 5, đặt 5 ra ngoài. Như vậy con trong là con 1. Cộng 3 chấm. À, như vậy nó quay lại là 1 phần 1, 1 x 4 thì cũng giống như bài trên này đúng không? Rồi, cũng là 1, 4 x 7 thì cũng giống trên này. Nha. Như vậy này là gì? Nãy mình đã nháp thử bên kia rồi. Như vậy mình khỏi cần giảng lại ha. Giờ trên này cứ bê vào. 1 phần 3. Cộng 3 chấm. Đây. Tương tự trên này, trên này bằng gì? Con số 5 này chúng ta ghi lại. 1 phần 3, 1 phần 3, 1 phần 3, 1 phần 3, 1 phần 3. Như vậy đặt nhân từ trong 1 phần 3 ra ngoài. Ở trong mở ngoặc luôn, đem ra ngoài, đây ra ngoài, đem ra ngoài, như vậy chỗ này nó là cùng số 1, số 1 hết. Vậy chỗ này còn lại gì? 1 phần 1 trừ cho 1 phần 4 cộng cho 1 phần 4 trừ cho 1 phần 7 nè, trừ 1 phần 7 cộng 1 phần 7 trừ 1 phần 10 cộng, nó tương tự kiểu vậy, cộng trừ cộng trừ cộng trừ vậy. 3 chấm. 1 phần 91 rồi. Ngay chỗ này cũng tương tự vậy. Cái này tổng bằng 0 này. Cái tổng bằng 0 này. Con này với con phía sau đuôi nó có tổng bằng 0 rồi. Con này với phía con phía trước nó này tổng bằng 0 rồi. Được. Hai số đối nhau tổng bằng 0. Giờ chỗ này là gì? B bằng 5 phần 3 1 phần 1 trừ cho 1 phần 94 bằng 5 phần 3. 94 trừ cho 1 là 93. 94 được không? Rồi, đây là nhân vô. Nhân luôn vô là 5 nhân cho
493 đang 465. Cái này là 3 nhân cho 94 288 282. Đó là kết quả. Rồi tương tự. Tương tự bài số C, bài C thì người ta họ cho như thế này. Thì tương tự vậy thôi. 20 20 20 20 đem ra ngoài. Đặt nhân tử chung 20. Trong là gì? 1 trên 1 1 2 cộng cho 1 trên 2 8 0 cộng cho gì? 1 trên 5 2 0 cộng cho 1 trên 8 3 2. Rồi. Bài này thì như thế nào? Cái quan trọng chúng ta tách này ra thôi, tách cái mẫu này ra bằng con số nào, nhân số nào, rồi sau đó chúng ta sẽ đưa về một cái dạng phân tách nó ra thành một cái dạng hiệu. 20 chúng ta ghi lại. Rồi nhá, thử cái này coi. Tách ra đã 111 thì tách nó ra bằng gì? Bằng 8 nhân cho 14 cộng cho 1 trên 14. Đã con số đầu tiên này tách được rồi thì con số thứ hai nó gì? Nè. Số thứ hai nó gì? Thì tiếp theo là con 8 nhân cho này này 8 lấy 14 là cách nhau 6 đơn vị đúng không? Như vậy 14 cộng cho 6 đơn vị nữa. Đó là 20. Cộng gì? 1 trên số này nó sẽ là 20 cộng cho 6 đơn vị nữa thì là 26. Cái quan trọng tách được một con này rồi bây giờ mình kiểm tra xong rồi sau đó thì các con này quá dễ, những con số này dễ. Cái hệ quy tắc của nó là con số này thì nó là lấy đầu của số này và hai con số này cách nhau là 6 đơn vị. 6 đơn vị thì các con này 14 này, số này tới 14 thì các cứ cộng lên thôi. Giai chỉnh này là 20 chỗ này là 20 cộng 6 là 26. 26 cộng cho con cuối cùng 1 trên bao nhiêu, đây là 26. 26 cộng cho 6 đơn vị nữa là 32. Đơn giản à. Rồi ngay chỗ này chúng ta sẽ kiểm tra một cái thử coi. 18 nhân cho 14 bằng gì? 1/8. Tách nó ra thành một cái hiệu thử coi. Kiểm tra lại thử coi. Chỗ này là bao nhiêu? Đây là 14. Đã trừ cho bên này nhân chế là 8. Đây là 8 nhân cho 14. Như vậy là bằng bao nhiêu? 14 trừ 6. 8 nhân 14. Rồi. Như vậy so với cái kết quả ban đầu, so với cái góc ban đầu thì không được. Xuất hiện con số nào đó, mình tách ra một cái hiệu như thế này và nó xuất hiện con tử là bao nhiêu đó thì mình phải nhân cho một cái lượng mẫu bấy nhiêu. Như vậy chỗ này là 6 đúng không? Chúng ta nhân cho 1/6. Như vậy ngay chỗ này thì chúng ta phải nhân cho 1/6 này. Xuất hiện con tử bao nhiêu thì mình phải nhân cho một cái, mình chia cho con cái đúng con tử đó bằng cách là nhân cho một cái phân số. Một phần đây là 6 đúng không? Nhân 1/6. Đây 8 à, nhân 1/8. Đây 9 nhân 1/9. Đây 10 nhân 1/10. Nha. Được không? Ví dụ như đây xuất hiện 12 thì nhân cho 1/12. Vậy thôi. Là chỗ này C bằng 20 chúng ta ghi lại. Như vậy là chúng ta sẽ nhân cho 1/6 cho mỗi cái nhóm này ha. Tách ra một thành một cái hiệu. Nhưng mà chúng ta phải nhân cho một cái lượng là 1/6. Cho ngay chỗ này là chúng ta 1/6. Chỗ này gì? 1/8 ta trừ cho 1/14.
cộng cho, cái này cũng tương tự, cái nhóm này cũng tương tự, nhắc thử coi, 1/14 này trừ cho 1/20 này, cái này là 1/14 nhân cho 20, hiểu không? Rồi như vậy chỗ này bằng gì, nhân lên đây là 20, ta trừ cho 14, 14 nhân 20 như vậy là bằng gì, 6/14 nhân 20. Giờ xuất hiện cái mẫu, nó có cái tử là 6, cho nên một lần chúng ta phải nhân cho, chia cho 6, hoặc có thể là nó nói là nhân cho 1/6. Như vậy ngay trên này chúng ta sẽ nhân cho 1/6. Tương tự vậy. À, tương tự cái này là gì? Bên cái này. Rồi C bằng 20 thì chúng ta ghi lại. Chúng ta đây có 1/6, 1/6. 1/6, 1/6, đặt nhân tử chung 1/6 ra ngoài. Chúng ta mở ngoặc này luôn, như vậy còn cái này. 1/8 trừ cho 1/14. Câu lại cái này. Cộng cho 1/14 trừ cho 1/20. Con này. Trừ 1/26. Con cặp này. C bằng. Giờ chỗ này làm gì? Cái này nó hai số đối nhau tạo bằng 0. Như vậy chỗ này là 20/6 đúng không? Rồi, cái này là gì? 1/8 ta trừ cho 1/32. Rồi, tiếp theo ngay chỗ này là gì? 20/6 tôi ghi lại nè. À, kết quả này là bằng bao nhiêu? Quy đồng nó lên 32. 32 trừ cho trên 8 nhân cho 32 bằng này gì? 20/6 thì ta đơn giản bớt đi, như vậy là còn 10/3 nhân cho 32 ta trừ cho ta trừ cho 8 là còn lại mà 20 thì tự nhiên nó ôi giờ nhẩm không ra luôn à. 24 à, khuya rồi mắt mờ tay yếu luôn à. 8 x 32. Như vậy chỗ này làm gì đây? 3 x 8 là 24 này. 3 x 8 là 24 này. 24 đơn giản ở trên 24 là hết. Như vậy còn ở trên là 10 với lại 32. Như vậy mình đơn giản đi cho 2. Như vậy còn 5. Ở trên này là còn là 16. 3 x 8 3 x 8 là 24. 24, 24 trên là hết. 10 3, 2 ta đơn giản cho 5. 5 ta đơn giản cho 2 chứ, 2 là còn 5. Dưới này 2 là còn 16. Rồi, khuya rồi, 11 giờ hơn rồi à, thôi, chúc các phụ huynh, các em ngủ ngon nha. Rồi, nói sơ sơ lại bài này thì chúng ta sẽ có những cái tử nó là người ta cho số bất kỳ nào đó, chúng ta đặt nhân tử chung ra ngoài ha. Để chúng ta tách nó ra thành một cái hiệu. Cái dạng bài này luôn luôn chúng ta sẽ tách nó ra thành một cái hiệu. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại. Kiểm tra lại, rồi kiểm tra lại mà nó xuất hiện cái tử khác bao nhiêu đó. Ví dụ như xuất hiện cái tử là 6, chúng ta phải nhân cho 1/6. Ví dụ xuất hiện tử là 3, chúng ta phải nhân cho 1/3. Xuất hiện chẳng hạn như cái tử là 5 thì
thì chúng ta sẽ nhân cho 1/5. Xuất hiện nhân tử là 8, chúng ta sẽ nhân cho 1/8. Cái nguyên tắc của này là tách ra thành một cái hiệu, rồi kiểm tra lại xuất hiện cái tử bao nhiêu, ta nhân cho một cái lượng bao nhiêu. Ôi, buồn ngủ lắm rồi. Thôi, chào các phụ huynh và các em nhé.